thấy cái trâu đấy thì cũng được, nhưng bỏ gần tủ rượu quá. Gần tủ rượu quá nó được sống. Tá bây giờ để ở đâu nhỉ này? Bố mình chị đấy. Rượu khắp nơi luôn. Ngắm cái tia nè. Đừng có tụ rượu viên. Đó, thấy chưa? Chị đấy, thịt chị đấy. Chị đấy. Đó, cái tường của em kén nè. Đó, tương với chị mình hai con chắc ra ngoài ra đó, hai con đó dương mạnh vô đây ngoài vào đây đó, hai con nhìn chắc đấy là sấm vậy, sấm đấy là dũng là ổi nó yêu ổi. Yêu ơi, mọi người biết rượu gì đó chưa? Không biết. Nè, đây là rượu ổi. Rượu ổi, có trái luôn. Đây là rượu... rượu chín nè. Ngoài cho mọi người sắm nha. Nhắm mình ghế này. Đó. Thấy nhá. Chắc. Xin chào các bạn nha. Đó. Cái cõi này. Cái cõi này. Hai kia. Cái này. Đó. Nhất vương ở đây. Chị này. Chị này. Đó. Bố mẹ. Ông ba này. Đó. Ê. Cái tủ ấy này. Mình quay cho họ có nè. Nè, cái từ này mà khí mố nó uống. Mình nó rất đẹp chứ. Có tô tường đồ đấy món trời về hồi lê hê lô cái tí nè. Bài về con khủng lóc bài ấy. Khủng lóc bài này. Thấy chưa? Đang có khủng lóc này nè. Xin chào tất cả mọi người. Rồi, cái khí này. Đó, chứ. Ha
có nhiều người đi bộ nha.